Rồi, chào các bạn đã đến với channel của Tấn Nho. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi cùng nhau thử và cái test cái máy cái con Komatsu 260 các bạn. Cái đời 260 này đời đầy đầu á có chữ đóng lốc là Genoa. Như các bạn thấy đây. Và mình sẽ test với bơm lùa chính phần thì mình sẽ lắp vào và cho các bạn xem ha. Sau khi đã dặn nền xong thì mình sẽ cho các bạn xem cái tổng quan của hộp nhôm các bạn. Máy này là hộp nhôm Nhật ha. Thì dưới này có phần hệ thống bơm mỡ bò. Gọi là để mục đích là để bảo trì. Ở đây cái dòng 260 các bạn. Komatsu 260 giờ. Giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem ha. Cũng ok các bạn, do nó có truyền âm. Còn đối với dòng 260 này chắc khỏe, chúng ta kéo có thể đường dài là 6-70 mét bình thường các bạn.
do là nước nước kém, do nước dòng họ tắc, nên mình tranh thủ mình bơm vào ruộng của mình để nó thâu cỏ và lúa cỏ nó chen nhau lên, thì lúc đó mình sẽ thất thu và sẽ tốn rất nhiều chi phí. Giờ như vậy là mình sẽ lại đằng đẳng mình đắp miệng nước thôi các bạn, do là cái miệng đẳng mình chưa có đắp, do nước lên không nổi. Rồi mình sẽ, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình. Mình sẽ có clip chi tiết để mà chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta làm cái bơm lùa và cái cấu tạo bên trong hộp nhông các bạn. Còn đằng đó thì các bác từ thiện đang tu bổ lại cái khúc đường. Rồi như vậy thì mình đã vừa chia sẻ với các bạn một cái động cơ nữa, đó là Komatsu 260 các bạn, Genoax. Dòng máy này thì nó 34 ly các bạn, và kéo bơm lùa 9 phân. Máy này có thể kéo đường dài, bơm này có thể kéo đường dài là tới 6-70 mét bình thường các bạn. Rồi sau khi chạy nãy giờ cũng tương đối có trên 2 tiếng các bạn, thì mình thấy cái bình xăng trong máy cũng đã sắp hết. Mình sẽ châm tắt máy và mình sẽ châm thêm. Thì các bạn thấy vuông đất của mình gần 3.000 mét, thì theo mình châm lần này nữa là đầy các bạn. Mình sẽ tắt máy và châm xăng nha. Do máy này là máy ba lô, thùng xăng zin nó không có, mình gắn thùng xăng mới. Thường thường thì máy này nếu mà nói về khả năng chạy tương đối từ tùy theo máy các bạn, nhưng mà theo mình cũng từng sử dụng là có thể chạy từ 4 đến 5 giờ tùy theo cái động cơ mà máy nó tiêu hao nhiên liệu như thế nào. Nhưng mà cái mức 5 giờ mà chạy 4-5 giờ, cho mình cho 4 giờ đi, một lít xăng này cũng ok á, thì mình châm tương đối là nửa lít. Rồi mình sẽ giật máy tiếp. Này, các bạn thấy cái máy khổ không? Máy của mình bắt phá nè. Để chi? Cái máy này mình đi về lo làm là nghe trúng quải mắt luôn. Rồi xóa con lỗ lúa luôn. Rồi, như vậy là mình cũng đã
test xong cái con Komatsu 26 và cái hệ thống bơm lùa 9 phân. Thì các bạn thấy kênh mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất các bạn. Rồi, chào các bạn ha.